chiama le coglioni. Lần đầu tiên xin phép cho Bế Tùng được gửi tới lời kính chào tới tất cả các chú bác, các anh chị và các bạn đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay ạ. Sau đây thì em xin được gửi tới mọi người bài hát Vùng Ký Ức ạ, mong người cùng lắng nghe. Ta subscribe.